Thức tỉnh tâm linh không phải là một quá trình dễ dàng và nó thường xảy ra qua nhiều dấu hiệu khác nhau. Postcard này sẽ đưa bạn qua một hành trình khám phá những biểu hiện tâm linh quan trọng, giúp bạn nhận ra và định hình rõ hơn quá trình tâm linh của mình. Hãy cùng chúng mình khám phá những dấu hiệu này để bạn có thể mở lòng mình ra và đón nhận sự thức tỉnh tâm linh trong cuộc sống. Trong quá trình thức tỉnh tâm linh, trạng thái năng lượng đóng một vai trò không thể thiếu. Nó không chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm trạng của bạn mỗi ngày, mà còn là một dấu hiệu quan trọng giúp bạn nhận diện được mức độ tiến trình của mình trong hành trình tâm linh. Bạn sẽ dần cảm thấy mất cảm hứng với những thành tựu mang tính kích thích trần tục như tiền tài, danh vọng, sự chú ý, sự công nhận, hoặc sẽ nhận ra sự vô nghĩa và tạm thời của chúng. Bạn trở nên cực kỳ nhạy cảm với những điều gì đi ngược lại với sự thật. Có thể trong vô thức, bạn sẽ vẫn vướng mắc với một số tham vọng nào đó, nhưng trực giác sẽ sớm báo hiệu cho bạn biết rằng có điều gì đó không ổn với năng lượng của bạn, và điều này sẽ thúc đẩy bạn tìm ra chỗ không ổn ấy. Bạn sẽ thấy mình thường xuyên bị thu hút với những cuốn sách về minh triết, về tâm linh, các chủ đề về bản ngã, sự sống, cái chết, vũ trụ quan và nhân sinh quan, vì năng lượng của bạn biết rằng trong đó ẩn chứa câu trả lời cho bạn. Cơ thể và tâm trí bạn một cách tự nhiên sẽ né tránh các món ăn độc hại cho mục đích tâm linh và làm giảm tần số rung động của bạn. Về thể chất, bạn cảm thấy ngán thịt, fast food, ưa thích những thực phẩm thanh đạm. Về cả tinh thần, những hình thức giải trí kích thích cao nhưng mang tần số thấp, tin tức câu view, videos hài nhảm, khiêu gợi tình dục, kích thích lòng tham, tình yêu bi lụy sướt mướt, bạn mặc nhiên dần tránh xa và không tiếp cận chúng. Bạn sẽ mất dần hứng thú với những thú vui thông thường ai cũng thấy là vui, như tụ tập đông người, nhậu nhẹt, đi chơi, cày phim, lướt web. Những ham muốn của bạn giờ đây được thỏa mãn cùng với sự trống rỗng và hụt hẫng. Đây là dấu hiệu cho một lớp laser nghiệp lực karma đã được bạn đốt cháy. Bạn đang tiến gần vào những lớp nghiệp gần gũi với chân lý. Sẽ có một cuộc thanh lọc lớn trong cơ thể và tâm trí bạn. Những khổ đau về tinh thần lẫn thể chất sẽ ập đến như một sự báo hiệu rằng bạn cần phải thay đổi gì đó trong các hành vi và thói quen sống hàng ngày. Những góc tối trong tâm hồn bạn sẽ hiện lên qua những đợt trầm cảm, xuống tinh thần, cảm giác trống rỗng, chơi vơi và vô định. Điều cần làm là đối diện với nó, hiểu biết về nó, lặn sâu xuống vùng tối tâm để ý thức được nó. Để vượt qua giai đoạn này, cần phải có sự nỗ lực đáng kể. Bất cứ sự phát triển nào cũng trải qua đau đớn. No pain, no gain. Luôn có những khoảnh khắc người ta cảm thấy trống rỗng và ghẻ lạnh. Đó là những khoảnh khắc đáng ao ước nhất, vì nó có nghĩa là linh hồn đã nhổ neo và đang tiến về những nơi xa xôi. Đây là sự buông bỏ, khi những thứ cũ kỹ đã qua đi và những điều mới mẻ chưa đến. Về mặt xã hội, trong quá trình thức tỉnh tâm linh, bạn sẽ đối mặt với cảm giác lạc loài khi mục đích sống đi ngược với đám đông. Do đó, bạn dần né tránh các đám đông. Vì ý chí đám đông rất dễ ru ngủ nhận thức cá nhân và chúng cũng dễ kích hoạt bản ngã. Bạn dễ dàng nhận biết các khuôn mẫu hành xử của đa số. Những khuôn mẫu này được nhà phân tâm học nổi tiếng Carl Jung gọi là vô thức tập thể, The Collective Unconscious. Và bạn nhận ra chúng đơn giản là bởi vì bạn nhìn thấy những điều này ngay trong chính bản thân mình. Một điều khá khó chịu khi dấn thân vào con đường này chính là bạn sẽ không được sự chấp thuận của xã hội bởi vì bạn đi ngược với sự bình thường và đúng của phần đông xã hội đặt ra. Ví dụ như, bạn không dùng rượu bia để tạo ra mối quan hệ cho bàn nhậu vì biết những mối quan hệ đó tạm bợ chỉ vì lợi ích, và bia rượu có tác động rất nguy hại tới thần kinh. Vì lý do đó, bạn sẽ bị châm chọc và được xem là không trưởng thành, không khôn khéo hay không biết làm ăn. Hay vì bạn hạn chế sự chú ý cho nữ giới hơn, bạn thôi ngắm gái khi đi đường, bỏ follow những phụ nữ khiêu gợi trên mạng xã hội, vân vân, để bảo toàn năng lượng tập trung vào làm việc, học tập và phát triển bản thân. Bạn sẽ bị các chàng trai đả kích là BD hay những thứ đại loại như thế. Đó là sự khó chịu mà ai trên hành trình này cũng phải vượt qua. Sự khó chịu trong giai đoạn này là để thách thức và trao dồi sự vững chãi với cái tôi chân thật, authentic self của bạn. Cùng với đó là để bạn phát triển sự bao dung, chấp nhận và không phán xét những người xung quanh, học cách để sống hài hòa với họ. Mọi sự kiện xảy ra đều ẩn chứa bài học trong đó. Về các mối quan hệ, bạn sẽ nhận ra trước giờ các mối quan hệ bạn bè, người yêu, vân vân đều hời hợt và đều là bề nổi. Và bạn muốn tìm kiếm sự kết nối sâu sắc hơn. Vì sự thay đổi năng lượng này, dần dần các mối quan hệ không tương thích sẽ dần nhạt nhòa, tan vỡ, rồi rời đi. Hoặc bạn sẽ được xem như một kẻ dị biệt,
một người ở tầng thứ khác. Trong các cuộc trò chuyện, bạn sẽ né tránh các cuộc trò chuyện đông người và các chủ đề phù phiếm, trôi nổi. Bạn chỉ muốn trò chuyện với nhóm ít người, đi vào các chủ đề sâu sắc và cốt lõi. Đổi lại, bạn sẽ thu hút những mối quan hệ chung mục đích và mang tính hỗ trợ phát triển. Hoặc bạn sẽ gặp lại những người bạn cũ khi họ cũng chuyển hướng cùng với mục đích của bạn. Đây là luật hấp dẫn vận hành. Mọi thứ xung quanh sẽ thay đổi theo. Trên con đường dẫn đến chân lý tất yếu sẽ có đau khổ, nhưng cũng có phước lành và phúc lạc tương xứng. Về công việc và sự nghiệp, bạn sẽ thấy mất hết động lực làm việc thông thường, vì những tham vọng trần tục đã dần được chuyển hóa. Với mức độ tâm thức hiện tại, việc ích kỷ và làm việc chỉ vì mục đích bản thân sẽ làm bạn cảm thấy bức bách và khó chịu. Bạn muốn được dẫn dắt bởi nguồn động lực nào đó phù hợp và thanh khiết hơn. Chỉ duy nhất việc giúp đỡ người khác mới khiến bạn cảm nhận được hạnh phúc. Khi đó, việc phát triển bản thân ngoài động lực là để phá vỡ những giới hạn của bản thân, để chạm tới tự do, thì còn là vì bạn muốn mình có khả năng gửi đi nhiều món quà chất lượng hơn cho nhân loại. Lúc này, phúc lạc nam tính chạm tới tự do và phúc lạc nữ tính chạm tới tình yêu bên trong bạn sẽ được song hành và cân bằng. Nếu chưa tìm được sứ mệnh cho mình, nhưng vẫn phải chu toàn cuộc sống vật chất cho gia đình và bản thân, thì giải pháp cho vấn đề này chính là Karma Yoga, hoạt động không vì thành quả. Bạn chỉ lao động vì nó cần thiết và để hài hòa với đời sống vật chất và để tặng món quà vật chất cho người bạn yêu thương. Còn về phần cá nhân, việc sở hữu quá nhiều vật chất không còn khiến bạn thỏa mãn nữa. Con đường rèn luyện tinh thần và tìm kiếm tâm linh không phải là một con đường dễ dàng. Nó không dành cho những trái tim yếu đuối. Nó là một con đường tự thân, không ai có thể tu tập hay chữa lành vết thương giùm bạn. Mọi thứ ở bên ngoài chỉ có tính chất hỗ trợ và gợi ý. Bạn phải tự mình bước qua cánh cửa đó. Hiện tại, năng lượng tập thể đang thay đổi và biến động mạnh. Càng có nhiều cá nhân tìm về nguồn hơn, việc thay đổi của mỗi người cũng là một đóng góp to lớn cho sự tiến hóa của nhân loại. Theo nghiên cứu về tâm thức của Hawking, năng lượng tích cực có khả năng đối chọi theo cấp logarit với những năng lượng tiêu cực cấp thấp hơn. Vậy nên, một sự tiến bộ nhỏ của bạn cũng có thể giúp ích rất nhiều cho công cuộc chung.